Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 12 cho biết, trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29, một máy bay Su-25, phá hủy 91 máy bay không người lái của Ukraine. Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đánh bại nhóm tấn công của tiểu đoàn Azov. Tuyên bố của bộ này nêu rõ, trong ngày qua, các hệ thống phòng không đã bắn hạ 2 máy bay MiG-29 và một máy bay Su-25 của không quân Ukraine, tại các khu định cư ở vùng Nikolaev, Dukovka và Drobepolye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bên cạnh đó, các lực lượng Nga cũng đánh chặn hai tên lửa HIMARS và một quả bom dẫn đường Jidam. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng hàng không tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, các đơn vị tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới số 47 của Ukraine tại khu định cư Konstantinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một bệ phóng HIMARS Tại Zaporizhia, Nga tuyên bố đánh bại các lữ đoàn tấn công sân cước số 65, 33, 128 của Ukraine tại các khu định cư Rabotino và Piantikaki. Theo đó, lực lượng Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 50 binh sĩ Ukraine, phá hủy một xe tăng và ba ô tô chở quân của Kiev. Chia sẻ với Tat, người phát ngôn của nhóm chiến đấu miền Trung của Nga, ông Alexander Savchuk nói rằng, Quân đội Nga ngày qua đã đánh bại nhóm tấn công của tiểu đoàn Azov tại khu vực rừng Serebransky ở tỉnh Volgograd của Nga. Theo ông Savachak, nhóm quân Nga đã tấn công vào ba thành trì và điểm tập kết quân trang thiết bị quân sự của tiểu đoàn Azov, đồng thời hạ tới 100 binh lính của tiểu đoàn này.